ạ. Ôi trời ơi, cảm ơn chị nhiều nhá. Từ lúc chị dạy cho em cái yoga đấy, nó cứ như ngồi thiền đấy ạ. Lòng nó thanh thoát nhẹ nhàng, nói năng không còn biết giận hờn ai là gì. Em nói thật với chị nhá, bây giờ mà có ai đến đây bóp cổ em chết, em cũng không dám trách mắng gì đâu. Dạ sao hả chị? Vừa rồi chị vừa gặp con Yến hả? Mẹ tiên sư bố cái con đấy. Em nói thật với chị nhá, nó hôm nọ nó bảo em nó không có tiền đi chợ, nó vay của em 200.000, mãi bây giờ một tuần nay nó chưa trả. Em nói thật chị nhá, nó mà ăn được cái tiền đó của em ấy, em cầu cho nó nhá, đi qua cầu thì cầu sập, mà đi sông thì chìm thuyền, mà đi qua chợ thì ngang qua hàng trái cây vấp ngã vào quả mít chết tươi, không biết đâu là mít mà biết đâu là nó. Sao chị, đấy là em trù từ xa thôi, chứ nếu mà nó lại gần em tát nó một phát. Đừng hỏi tại sao nước biển màu xanh mà rượu đế màu trắng, mà chán nó màu đen, mà mắt nó màu nâu, mà mõn nó màu cà tím đấy nhé. Dạ. Dạ chị ơi, chị ơi. Hello. Em phải tập yoga lại rồi. Chào chị nhá, hẹn gặp lại sau nhá. Hello. Dạ, dạ, cái gì ạ? Hello. Dạ xin lỗi, người tôi toàn đồ thật, không có đồ lô chị ạ. Xin chào. Ồ, dạ xin chào bà. Dạ xin lỗi, bà là ai ạ? Ồ, tôi là Cindy, Việt Kiều Mỹ. Ồ, chết bên... rồi, bà ơi, chắc bà nhầm rồi. Nhà tôi không có quen ai là Việt Kiều cả. Chẳng hay là bà tìm ai ạ? Ồ, tôi kiếm anh Húc. Bà nhìn kỹ đi, nhà tôi đất chật như thế này, không thể nào trồng được rau húng. Oh my god. Bà nhầm nhà rồi. No, anh Húng, sinh viên khoa văn, Hùng Đô. Hùng Đô. Yeah. Ha. Hùng Đô. Yeah. Hùng Đô là nhà ở đây này. Yeah. Thế hóa ra đây là khách quý quen Hùng Đô à? Yeah. Dạ, thế mời bà ngồi ạ. À. Dạ, mời. Ôi dồi ôi, khách quý đến nhà rồi, thảo nào. Vào thấy nó sang trọng ngay. Thế bà ơi, thế mời bà dùng nước nha. Chết rồi, xin lỗi bà. Nhà hết nước. Thế thôi bà tạm hít khí trời cho trong lành nhé bà nhá. Khỏi uống nước. Bà ơi, thế tôi mạo muội hỏi bà, có phải là chẳng hay con gái của bà nó quen thằng con trai của tôi không ạ? Oh no, xin tự giới thiệu, tôi là người yêu của anh Hùng. Sao vậy? Oh, bà đừng trao đảo, xin lỗi bà. Nói chính xác hơn, tôi là vợ sắp cưới của anh Hùng. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Bà là vợ sắp cưới của thằng Hùng con tôi. Yeah. Con tôi năm nay nó mới ngoài 20 tuổi. Oh my god, đây là má của anh Hùng. Oh, vậy nãy vợ con không phải phép rồi. Con xin lỗi, đã lý con phải kêu bạn mami. Mami, 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 mami. Thôi, được rồi. Bà đừng có mami hay là khoai mì gì hết. Cả gia đình tôi từ trước giờ ăn khoai mì chán quá rồi nhá. Thế tôi nghe bà kêu tôi lạnh hết cả gáy luôn. Thế tôi mạo muội hỏi thăm bà là năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ? Ồ, thế năm nay má bao nhiêu tuổi? Tôi 50. Ồ, vậy là con hơn má 2 tuổi. Trời ơi, cái này là tôi chết rồi, lên máu rồi. Trời ơi, thủa đời này có ai đời mà con dâu nó hơn mẹ chồng đến 2 tuổi. Bà già như thế làm sao bà lấy con tôi được? Oh no mommy, mốt đến bây giờ là mấy bây giờ lúc nào cũng cần một phi công trẻ để cưới. Oh quên để lái. Xin lỗi bà, con tôi mà nó lái bà vài vòng thì nó cũng chết tươi luôn. Ôi trời ơi là trời. Này, cái chuyện đó là ở bên Mỹ thôi nhá. Yeah. Mình là người châu Á, mình không thể nào mà sống ngược ngạo như thế được. No. Châu Á cũng có, ngày xưa có tiểu long nữ đã lấy dương quá. Bà rảnh không? Bà vào trong phòng tôi đấy, bà soi gương đi. Mặt bà như con tiểu hổ ấy. Người ta là tiểu long nữ, bà tiểu hổ là... Thật ra là nhìn kỹ ra nhá, bà không phải là con hổ, là bà nguyên một con sư tử cái. Úi dồi, kinh quá. Bà không thể nào bà lấy con tôi được. Úi dồi ôi, bà quen con tôi trong trường hợp nào? Chúng con quen nhau trên internet. Thảo nào, internet, hình ảnh nó mờ mờ ảo ảo, không trung thực. Chứ bây giờ con tôi mà nó ra đây nó nhìn thấy bà thì nó chỉ mà chết ngất thôi. Ôi dồi ôi là dồi ôi. Alo, Hùng à, con đang ở đâu đấy? Về
về nhà nhá, đang có một con sư tử nó đang lạc chuồng, nó vào nó cắn mẹ này. Về mà cứu mẹ nhá. Con tôi nó quen bà, nó có biết cái số tuổi của bà không? Ồ, biết chứ. Anh nói là tuổi tác không thành vấn đề. À, anh còn nói à, thi sĩ Nguyên Sa có câu: yêu nhau không ai tính tuổi bao giờ. Thời bây giờ yêu nhau chỉ tính tiền trong nhà băng và hột đeo trên người mà thôi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ mấy rồi con mẹ? Ừ. Cháu chào bác. Đấy. Oh my god. Bà thấy chưa? Hình ảnh bây giờ trung thực, rõ nét rồi. No. Con tôi nó vừa kêu bà bằng bác đấy. No anh Hùng. Cindy. Cindy. Oh, Cindy à. Yeah. Úi dồi ôi, ở ngoài em còn trẻ hơn ở trong hình. Yeah. Nhìn có cháu ngoại mà như con gái. Yeah. Em. Anh. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Thương quá. Oh baby. Xin tự giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái của con. Tôi biết rồi. Bạn gái của ông ấy già như bà cố ngoại của tôi đấy. Hôn được bà cứ như là bà hôn cháu ấy. No 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 no. Em mới căng ra mặt hung nhẹ nhẹ thôi. Tôi theo tôi nghĩ bà không những căng mà còn bơm nữa cơ. Ai đời cái thủa đời này năm mươi mấy tuổi rồi mà đồi núi thì cứ nhấp nhô như thế. Tôi xin lỗi nha, tướng bà mà có rớt xuống sông thì không bao giờ chìm nhá. Sao đấy hả mẹ? Thì bơm nhiều quá nó như phao, thả xuống nước là phải nổi chứ con. Ồ. Căng thật. Ờ căng thật. Em cứ ngồi ở trên lòng anh, đừng có ngồi xuống ghế nhá. Sao vậy? Ghế nhà anh nhiều đinh nhá, nhỡ nó xì. My god. Ơi. Này. Đừng có mà dụ dỗ vị thành niên nhá. Lại đây nghe mẹ dạy này. Con không có nghe ông bà ta nói một câu à? Chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ mới điên điên khùng khùng. Mày đi mày lấy cái bà già này à? Mẹ cứ hơi đâu mà nghe ông bà làm gì? Càng nhiều tuổi thì càng nhiều kinh nghiệm. Yeah. Trời ơi, còn kinh với cả nghiệm. Ông ơi là ông ơi. Ông ơi, ông mở mắt ra mà xem này. Thằng Hùng con ông nó bị mù rồi ông ơi. Ngày xưa mắt ông sáng như trăng rằm đêm 30. Ông lấy tôi đẹp như hương, như hoa, như tiên, như Phật. Có gì đâu mà giật mình. Thôi nói xong tôi còn giật mình nữa đây này. Bây giờ thằng Hùng con ông nó lấy một con vợ vừa già vừa xấu, xấu như con cú, con cáo. Ông ơi, tôi nói vậy mà ông còn nhăn răn, ông cười được à? Trời ơi, cái mặt buồn cười quá đi. Bây giờ, hay, con ơi con. Con ơi là con ơi. Con ăn gì mà con ngu thế à con? Thì mẹ ăn gì con ăn đấy. Ôi trời ơi, ý nó bảo tao ăn cái gì đây? Con ơi, người ta có cháu ngoại rồi, mày còn rúc vào nách người ta làm cái gì? Yeah, con có hai đứa cháu ngoại, nó cao hơn anh Hùng nữa. Để con dẫn về thăm má. Thôi, cảm ơn bà, khỏi dẫn về. Bà dẫn về nó đứng cạnh thằng Hùng, người ta lại tưởng thằng Hùng là cháu chúng nó là chết đấy. Thế bà có chồng chưa? Bà ly dị lúc nào? Ồ, má hỏi, chồng nào? Con có tới ba thằng. No, baby. Anh là tình yêu sét đánh của em. Em mới gặp anh là sét đánh yêu ngay. Còn ba thằng kia là yêu qua đường thôi, bỏ rồi. Ôi giời ơi, giời ơi, giời ơi, giời. Ôi giời ơi, con ơi là con ơi. Đấy, chúng mày còn hôn hít nhau. Thiên hạ nó nhìn vào, nó cười ở trong mặt đấy. Mẹ lúc nào cũng thiên hạ, với lại cứ đem thiên hạ ra mà dọa con. Thiên hạ người ta cười hay là khóc thì đâu có liên quan gì đến con. Yeah. Chẳng có liên quan gì cả. Yeah. Mà mày không nghe người ta vẫn hát à? Hát cái gì? Trời ơi, trời cái gì trời? Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về dư vãng của ngày xưa. Dù đời không như ý ta mong đợi, thì cũng bắt đầu từ đây. Ôi trời
hát hay hơn Bằng Kiều. Để em bảo lãnh anh qua bên Mỹ cho anh vô trong trung tâm tiếng Nga dập thằng Bằng Kiều. Nhiều khi anh đứng cạnh còn cao hơn nó. Anh ơi, em có tuổi rồi, nhảy tới nhảy lui nóng quá. À, xin phép anh cho em được vô restroom em tắm cho em và cho con em nhé. Hả? Cái gì? Đi về đây cưới chồng còn mang con về cho nó nhìn và cho nhục à? Oh no no, con của con là con thỏ nè. Ôi giời ơi, lại con thỏ. Em lại yêu cả súc vật à, anh đâu có biết đâu. Yeah, em thích nuôi thỏ lắm, nuôi nó để lấy lòng mày áo. Sao con, mày chết đứng như Từ Hải rồi phải không con? Trời ơi, mày lấy một con vợ vừa già vừa xấu mà vừa ác nữa cơ. Không phải ác bình thường mà ác như một con quỷ. Mày nhìn cáo lông nó kìa, nó mặc một cáo lông to như thế. Con thỏ bé như thế thì nó phải giết cả 100 con mới được cáo lông đấy. No, 101 con. Ôi trời ơi, trời ơi, trời. Anh ơi, anh có muốn tắm chung với em với thỏ không? Thôi, em cứ vào tắm trước đi. Ồ, em cứ... không tắm chung với em à? Thôi đi đường này, đi vào đây tắm. Dạ, đợi em chút nha. Baby, sao không vào tắm chung luôn đi? Sẵn buồn buồn á, nó lột da, nó vặt lông mày ra, nó may quần. Nghe là phát lộn ruột lên. Con ơi con, mày đâu có thiếu tình mẫu tử đâu con. Trời ơi, bây giờ lại còn đi thuê cái bà già về bà tắm cho mày nữa cơ. Lại còn kêu bằng em bây giờ. Ôi, nhục nhã quá con ơi. Trời ơi. Mẹ cứ than thân trách phận làm cái gì. Bây giờ mẹ xem, đàn ông Việt Nam ai chả muốn lấy vợ Việt Kiều. Vừa có tiền, cơm no, bò cưỡi. Bò với chả cưỡi. Thế đêm nằm anh ôm bà già này anh không sợ à? Đêm nằm thì nhà ngói tắt đèn cũng như nhà tranh thôi. Trời ơi. Thì mà mẹ hỏi bao nhiêu ông ở dưới này đây này, có ông nào mà ôm vợ mà mở mắt đâu, nhắm mắt hết. Ông nào ôm vợ cũng nhắm mắt, chỉ có mở mắt lúc mà ôm bồ thôi. Con ơi, tương lai đại học của con đang sáng rực rỡ như thế, con không đi học mà con lại đi ôm cái bà già như thế này là sao hả con? Thì đi học cuối cùng con cũng là để kiếm tiền thôi. Nhưng mà bây giờ thời buổi bây giờ, bao nhiêu thằng bạn con ra trường rồi là thất nghiệp không có tiền, đi bưng phở hết. Bây giờ con này lại còn khoa văn nữa rồi. Khoa văn thì đi ra treo bằng lên xong rồi là đi chạy xe ôm à. Thì đằng nào cũng ôm, thì ôm bà này vừa sướng vừa có tiền. Trời ơi, nó nói ra tôi tưởng giống như nó đi bán thân ấy. Thế ngày xưa Thúy Kiều bán mình chuộc cha được cả 1000 lượng vàng đấy. Thế anh ôm bà già này, ta trả anh bao nhiêu tiền? Thúy Kiều là Thúy Kiều, người ta vừa con gái mà còn trinh. Mẹ làm sao mà sẽ mẹ so với con. Bây giờ con tính sơ sơ cho mẹ này. Bây giờ nếu mà có làm hôn thú giả ấy, thì cũng mất 30.000 đô. Rồi qua tới nơi mình lại còn nhà, cửa, xe, cộ, tiền tiêu vặt. Con tính sơ sơ là con lãi to rồi. Lãi to, lãi bé, lãi lớn gì mẹ không biết. Mẹ thương con quá Hùng ơi. Con bé nhỏ như thế này mà con lọt vào tay cái mụ già kia, bà vần mày vài đêm thì mày nát như tương ấy con ạ. À, mày có biết là người ta đang tuổi hồi xuân không? Sao mẹ biết? Thì tao cũng đang hồi xuân như bà tao biết. Con lấy cho mẹ một ông nhá. Thôi, không có Tây Tàu Mỹ gì hết ấy. Anh đừng có mà bán rẻ uy tín dòng họ nhà mình nhá. Con nhớ là nhà mình làm gì có uy tín nào đâu mà bán nhỉ? Ôi giời ơi, ông ơi là ông ơi. Ông ơi, nó còn bảo gia đình mình không có tí uy tín gì kìa. Ôi giời, nói thế mà còn cười được nữa kìa. Hát, 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 hát. Ồ, em muốn hát bài à? Hát đi. No, hát, nóng. À, nóng. Bà nội của tôi. Bà lại cho tôi hỏi tí đi, bà ngoại. Này, thế... bà ấy, bà qua Mỹ năm bao tuổi mà sao bà nói tiếng Việt trọ trẻ cứ như trẻ con lên ba thế? Tôi qua Mỹ 10... À, lúc 10 tuổi thảo nào? No, 10 năm về trước. Lúc đó tôi 42 tuổi. Cái gì? 42 tuổi bà mới đi Mỹ? Yeah. Mà bà nói tiếng như vậy hả? Mẹ, có biết nói tiếng bình thường không mẹ? Biết chứ. Nói như vậy mới mệt. Anh, hai cái vòi nước của anh đó, trời đất ơi. Trời, nước nóng, nước lạnh mà không có để. Em mở vòi nước nóng, em tưởng nước lạnh.
mạnh, em đẩy con thỏ vô nó tuột lông nó chết tại chỗ. Thôi đằng nào cũng chết rồi, em đừng có buồn nữa. Em đâu có buồn à. Sẵn nó chết rồi, em vô chổng em nấu rượu nấu thỏ cho ăn nha. Ủa gia đình không thích ăn rượu nấu thỏ hả? Vậy thôi để vô rút xương chiên giòn. Trời ơi trời, chưa có một con nào nó ác như con này nhá. Trời ơi, nó không phải ác bình thường mà nó là một con quái thú. Một con thỏ lông nó cũng ăn nhá. Lông nó dùng mà thịt nó cũng ăn mà xương nó cũng nuốt luôn. Trời ơi, một con quỷ già. Ôi trời ơi. Em sao anh trao đảo vậy? Từ nãy đến giờ sao nó cứ choáng hoài à? Em phải hết sức thông cảm nhà anh. Vì em về đột ngột không có báo trước cho nên là không có sửa sang gì. No baby, I don't care. Anh đừng có lo chuyện đó. Theo như cái tính của em đó thì em sẽ cho cái xe ủi lô tới đây, nó giật sập nhà anh kéo xuống cào, không còn cục gạch đâu trời ơi. Hả? Này, mày đừng có bị mày là Việt Kiều nhá. Về đây muốn làm cái gì làm nhá. Đừng có mà ủi sạch nhà này nhá. Này, truyền hồn báo danh cho mà biết nhá. Đất này là đất hương hỏa của dòng họ vua Lê ba đời để lại đấy. Mẹ lại quá. Làm gì mà vua Lê mà làm gì có xi măng mà xây. Bây giờ, nhưng mà bây giờ vật liệu nó đắt lắm, đừng có xây, sửa thơ sơ sơ thôi. Nhà này mà sửa gì nữa, đập đi, xây 3-4 tầng. Hả? Con vừa nói gì? Con xây nhà mới lên cho mẹ. Ủa sao giờ mẹ anh nói giọng của em luôn vậy? Mỗi lần choáng là nói tiếng Miên luôn. Vậy thôi, nếu mẹ anh không thích thì em với anh ra khách sạn, mẹ anh cứ ở cái nhà hương hỏa của bà. Thôi, hương hỏa hay hương hồn gì cứ giặt sập cho mẹ nhá. Cứ xây cao lên cho mẹ. Con. Dạ con đây mẹ. Con. Đây. Con. Đây mới là con của mẹ đây. Ôi giời ơi, dâu hiền, dâu thảo của mẹ đây. Ôi giời ơi. Thương quá cơ. Em ơi, bây giờ mẹ nhìn sát mặt con mẹ mới định hình lại nhá. Con trẻ quá con ạ. Trẻ gì mà trẻ măng ấy. Nó như măng non ấy. Em ơi, nó ở bên Mỹ có khác như con. 52 tuổi mà nhìn cứ như 25 ấy. Kỳ duyên mà gặp con nó chỉ có mà xách dép cho con thôi. Con ơi, xây cho mẹ 2 tầng nhá. Đập nhà ra mà xây có 2 tầng chi cho nó công, sẵn xây 3 tầng luôn. Hả? Con nói gì? Xây tới 3... Nói giọng bình thường đi, xây cho 3 tầng. À, xây 3 tầng hả? Ôi giời ơi, con ơi, nó còn trẻ hơn cái số tuổi 25 nữa con ơi. Con ơi, con xoay một vòng cho mẹ xem nào. Thôi đừng xoay, chóng mặt lắm, để mẹ tự xoay được rồi con ơi. Con ơi là con, mẹ xoay con chóng mặt lắm phải không? Con ngồi đây đi. Trời ơi, nó trẻ như 19 tuổi. Eo ơi, nó ngồi mà nó còn cao hơn con ca sĩ tóc tiên luôn ấy. Trời, cao gì mà cao thế. Con ơi, xây cho mẹ 3 tầng con nhé. Xây 3 tầng sẵn, xây luôn cái tầng hầm để mình bỏ xe hơi. Cái gì? Có cả ô tô nữa à? Ôi trời ơi con ơi. Trung tâm Thúy Nga còn ca sĩ nào mà trẻ hơn Tóc Tiên không, không con? Không, Tóc Tiên trẻ nhất. À, mẹ nhớ rồi. Bé Xuân Mai. Ôi, con cò bé của mẹ ơi. Eo ơi, nãy giờ nó vào đây, tôi nhìn cáo lông của nó là tôi đã hình dung đây là một con cò rồi. Eo ơi, con cò này xinh quá, con trẻ như 4 tuổi ấy. Rồi nhà mình bây giờ cứ như vườn mẫu giáo ấy. Con cò bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ trốn đi đường nào. Hùng ơi, con trốn đâu rồi? Trốn đâu rồi? Ôi dồi, như vườn mẫu giáo này. Ôi dồi, mẹ thấy con rồi. Hú hà. Con trốn mẹ à? Tại sao con trốn mẹ thế? Mẹ làm quá đấy, con xấu hổ lắm. Xấu hổ cái gì? Mới đây mẹ vừa mới nói con là mắt như mù. Giờ... Mù cái gì? Mắt anh mới là sáng như trăng rằm ấy. Bố anh mới mù kìa. Ông ơi là ông ơi. Ngày xưa ông mù nên ông lấy tôi xấu như cú như cáo. Bây giờ con ông nó lấy một con vợ đẹp như hương như hoa, như tiên như Phật. Ông ơi, trời ơi con ơi, dâu này nó mang vinh hạnh về cho gia đình nhà mình rồi. Con ơi, con mang xe hơi này, nhà lầu cho bố con này. Chả trách gì, nãy giờ con vào đây, bố con nhìn con cười tê tét đấy, thấy không? Đây là bố của anh hả? Ừ. Mà bố anh không biết hóa vậy? Anh không biết là đây có phải bố anh không nữa. Sao tự nhiên là mẹ lại treo một cái hình cười toe toét lên như thế mà thờ nhỉ?
Con ơi, con biết không, ngày xưa đấy, bố chết đi, đâu có tiền mà rửa ảnh đâu con. Thế là mẹ lấy bột màu, mẹ họa lên hình bố con đấy. Bây giờ con mang vẻ vang rồi, mai mốt mẹ rửa một cái hình bố thật to, mẹ treo lên nhá. Vinh hạnh quá con ơi, mẹ yêu con quá. Con, mẹ yêu con quá. Cindy! Cindy! Cindy à! Cindy! Gì nhỉ? Ôi xấu quá. Cindy. Ai vậy em? Sao mày dốt thế con? Vợ chồng người ta đấy. Sao mẹ biết? Trời ơi, nhìn vậy mà không biết à. Cả gia đình người ta mua được có một miếng vải thôi. Chia ra làm đôi. Chồng may cái quần, vợ may cái áo. Nhìn xa cứ như là cây vải di động ấy. Em vợ. Chồng em thật à? Cháu chào bác. Mày kêu vợ tao bằng em, sao mày kêu tao tới bằng bác lận? Bởi vì bác không phải người yêu của cháu. Bác người yêu của cháu, cháu cũng kêu bác bằng em thôi. Mày cũng ba phải dữ ha. Ba phải, bốn phải cái gì? Nó nói là chính xác rồi. Trời ơi, khiếp, nhìn định hình xấu gì mà xấu thế. Rồi ôi, đàn ông mà còn bày đặt mặc áo bèo giạt mây trôi nữa. Mặc cái bộ đồ đã không xác định được giới tính rồi. À, nhìn kỹ tưởng như là vũ sư Nguyễn Hưng cái gì. Xin lỗi, nhìn ông là thấy mất hứng rồi. Xấu gì mà xấu thế con ơi, chồng con già quá, xấu quá, cao quá, không xứng đôi vừa lứa với con đâu. Con đứng cạnh thằng Hùng với mẹ này đấy. Ui giời ơi, đẹp đôi nhá, xứng đôi vừa lứa nhá. Con lấy Hùng là sự lựa chọn đúng nhất. Con ơi, con phải bỏ ngay lão già này nhá. Khóc lóc năn nỉ ô gì bỏ ngay. Con mà không bỏ lão ta, mẹ buồn con lắm đấy. Có gì đâu mà phải buồn mẹ. Sao con buồn? Nó sao mà không con... bỏ là mất mẹ căn nhà 3 tầng. Đi vào. Cái gì vào, vào gì? Này này, sẵn vào vẽ cho mẹ thiết kế căn nhà 3 tầng nhá. Với lại kêu con cò bé bé nó san bằng cái ao rau muống, nó làm cái bể bơi cho mẹ bơi. Chiều chiều bơi như vịt cho nó vui. Công nhận á, em chịu đựng cái bà này nổi hay thiệt á. Xin đi à. Anh còn khóc nữa à? À xì. Tưởng quá. Anh khóc chứ. Nóng quá. Cindy à, anh biết em vẫn còn thương anh mà. Nếu không còn thương anh á, thì em đâu có chọn cái bộ đồ mà ngày xưa chúng ta đi thi chương trình Dancing Dreams. Thấy không? Tha lỗi cho anh đi. Tha lỗi cho anh đi. Buông ra. Tha lỗi cho anh đi. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Anh nhớ lại đi. Ngày xưa anh về Việt Nam á, mẹ con tôi còn quỳ xuống nữa kìa. Tôi năn nỉ anh, tôi nói anh ơi đừng có bỏ mẹ con tôi. Vậy mà anh cũng đi về Việt Nam. Anh nói gái mình bởi nó trẻ quá, nó đẹp quá. Giò nó dài tới nách. Nó đứng bên trái mà nó ngoái lỗ tai bên phải. Làm sao chịu nổi. Anh thấy chưa? Bây giờ nó về đó, nó ăn hết của anh rồi. Nó đuổi anh ra khỏi nhà rồi, anh mới kiếm tôi phải không? Có bao giờ anh đi về Việt Nam anh ăn, anh chơi mà anh nghĩ tới vợ anh không? Lúc ăn thì anh nhớ. Còn lúc chơi thì anh quên. Anh còn nói vậy nữa hả? Tôi hỏi anh nè, có bao giờ anh ngồi anh nghĩ tới em? Có bao giờ anh buồn anh khóc vì em? Tình yêu ta ly tan vùng vỡ khi đẹp đôi. Vì sao thế? Em làm gì có lỗi? Đúng! Trời ơi, cái gì vậy? Có đúng mà nạt tôi dữ vậy? Em không có lỗi. Anh mới là người có lỗi nè. Em biết không? Anh rất hối hận. Nhiều đêm á, anh không ngủ được. Suốt đêm anh khóc đó em biết không? Anh đừng có xạo. Chưa bao giờ tôi thấy một giọt nước mắt của anh. Anh khóc rồi sao em thấy được chứ? Bởi vì nước mắt đàn ông không rơi thành dòng. Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng, ôm sầu mà vẫn tươi cười. Khi em nói đến câu giã từ để muôn đời gọi mãi tên em. Tha thứ cho anh đi Cindy. Cindy, cho anh cơ hội thứ hai đi Cindy nha. Xin cái gì đi? Em này, nếu mà em hát như thế thành ra là em vẫn còn lưu luyến với ông ấy.
Chưa... Sao mà em hát cái bài đó được? Giờ hát bài gì? Em phải hát cái bài này này. Ta xa rồi em nhé, đường anh cứ đi, đừng về bên gác cho để mặc tôi với đời. Anh đi thật xa, đừng nhớ chuyện ngày qua. Tình nhân ơi, giờ xa cách nhau. Vỗ tay cái gì cả bác nữa. Sao? Ai mà đi muốn vợ về mà lại hát cái bài đấy, ai người ta về? Tôi hát bài gì? Bác, bây giờ bác phải hát cái bài này. Bài gì? À. Em ơi sao em đành vội nói câu chia ly. Em ơi sao em đành vội bỏ anh ra đi. Anh luôn yêu em và sẽ thứ tha cho em. Ơi em, người yêu dấu ơi. Trời đất ơi, anh đang có lỗi mà anh kêu anh thứ tha cho tôi lỗi gì mà anh thứ tha? Hát hộ bác chứ mà. Hát hộ gì cũng vậy. Đúng rồi em ơi, hát đúng đó, tha lỗi cho anh đi mà. Không có tha lỗi cho anh. Em không có tha lỗi cho anh thì bữa nay anh kêu em kêu anh tới đây làm cái gì? Kêu anh tới đây để chứng minh cho anh biết. Mấy anh cứ tưởng đàn ông của tụi anh á đi về Việt Nam nó lấy được gái trẻ, còn đàn bà của tụi tôi chồng bỏ là ngày mai chết hết hả? Không có đâu. Thế giới này nó vẫn xây, cái đất này nó không có sạp. Mà một điều quan trọng nữa là đàn bà tụi tôi không hề chết, đặc biệt còn lấy trai trẻ đẹp hơn của anh nhiều. Anh nên nhìn vô nè, nhìn cái gương nè. Anh thấy trai của tôi không? Trẻ hơn anh rồi đó. Đúng luôn. Đẹp trai hơn anh đó. Chính xác. Điều quan trọng là hát hay hơn anh. Sự thật. Đặc biệt là cùng size với tôi. Cái này đúng nhất à. Anh thấy chưa? Đàn ông của tụi anh sao tàn nhẫn quá vậy? Hả? Sao anh tàn nhẫn quá vậy? Đàn bà mấy em lấy kép nghĩ cũng tàn nhẫn đâu thua vậy đàn ông. Thôi bây giờ tôi không nói nhiều với anh. Anh đi về đi, anh ra đi, nơi này vẫn thế. Never see you again. Đi đường này. Thôi được rồi. Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ đi. Chúc em hạnh phúc. Bây giờ phải về sống cảnh gà trống nuôi cháu ngoại. Bác ơi. Gì? Mày đừng có mà ác xì nha mày. Cháu xúc động đấy. Bởi vì cháu thấy bác già rồi mà còn bị vợ bỏ. Thôi đứng đây một tí đi để cháu hỏi xem như nào. Từ nãy giờ anh biết là em lấy tôi á chỉ vì là trả thù chồng thôi chứ đâu có yêu đương gì đâu. Đúng có phải rồi. Không? Đúng rồi. Mày là con nít làm sao mới yêu mày được. Giờ tính như nào? Thôi bây giờ như này. Bác. Bác phải hết sức thông cảm với bác trai. Bởi vì đàn ông mà người ta lỗi lầm nhưng mà người ta biết lỗi rồi người ta về, người ta năn nỉ, người ta... Bác phải hết sức thông cảm, bác dằn lòng xuống, bác quay về hai vợ chồng hạnh phúc thôi. Chứ không còn tình cũng còn nghĩa mà. Vậy anh không có yêu em hả? Ui dồi ôi, làm sao mà yêu được. Từ nãy giờ gọi bác bằng em mà cứ giận hết cả gai ốc lên đây này. Vậy thôi, bác cảm ơn con. Dạ, dạ, không có gì. Nó anh thấy chưa? Người ta người dân nước lạ đó mà ta còn suy nghĩ vậy. Ta trẻ hơn anh, tao biết suy nghĩ nữa. Anh giờ anh có về Việt Nam ăn chơi nữa không? Nếu mà anh còn về Việt Nam ăn chơi tôi về đây tôi lấy Hùng á. Thôi, không cần. Anh thề với em, kể từ ngày hôm nay anh không về Việt Nam quậy nữa. Thiệt không? Bị hết tiền là sao quậy được. Nói vậy hả? Giỡn thôi. Sao rồi? Gương vỡ lại lành rồi à? Tay trong tay, hạnh phúc lứa đôi, quay về với nhau rồi à? Dạ, gia đình em hạnh phúc mà chị. Rồi, chết rồi. Cuộc đời của tôi lại chôn chân trong căn nhà hương hỏa hương hồn này rồi. Không có sự thay đổi con ơi. Hello everybody.
Ai vậy? Ai vậy? Hello, how are you? Hello, hello. Yeah. Anh là ai ạ? Oh, tôi là Việt kiều Mỹ. Tôi về đây kiếm... Thôi, từ nãy giờ nghe cái giọng này nhức hết cả đầu rồi. Giờ nói bình thường, nói tiếng Việt được không? Được chứ. Mới qua Mỹ có 1 năm mà rành tiếng Việt lắm. Chỉ có biết tiếng Mỹ thôi. Dạ, xin được phép tự giới thiệu, tôi tên Trực. À, tôi là Dương Thường Trực. Ôi, sao tên gì buồn cười thế? Thế Dương suốt ngày à? Dạ, non-stop. Bây giờ anh đến đây thì tìm ai? À, tôi tới tìm người yêu của tôi. Nhầm. Nhìn cái mặt lại thấy nhầm rồi. Sao nhầm? Đứng lùi ra đây. Ở đây á, toán là viện dưỡng lão không à? Không có gái trẻ mà tìm người yêu. Đâu có nhầm được, người yêu tôi có viết địa chỉ rõ ràng đây, nhà ở đây nè, đó, rõ ràng đây nè. Đó, người yêu tôi tên Tuyết. Minh Tuyết không phải nhà ở đây. Tôi đâu có tìm Minh Tuyết, tôi kiếm Bạch Tuyết. Lại càng nhầm nữa. Sao nhầm? Ở đây toàn phù thủy không? Không có Bạch Tuyết. Có. Bạch Tuyết chính là nickname của mẹ. Hả? Hả? Bạch Tuyết. Đúng. Bạch Tuyết ở chú Lụn. Đúng. Trời ơi, hồi nãy vô là anh nghi lắm mà. Nghi gì? Bạch Tuyết ơi, có 1 chú Lụn ở đây, còn 6 chú kia đâu? Dạ, em chưa có đẻ. Hả? Tuyết. Hoàng tử của lòng em. Bạch Tuyết. Trời ơi, thằng này hoàng tử hả? Ừ. Chắc anh đi tự tử của em rồi. Hay quá. My Snow White. Hoàng tử ơi, hoàng tử của lòng em ơi, anh hôm nay anh đã về với em rồi à? Trời ơi Tuyết ơi. Ơi. Đã 50 tuổi rồi mà em nhìn còn trẻ măng à? Tao nói tươi xanh như nồi canh vậy đó. Có căng da mặt không? Em không có căng, em chỉ vá vài chỗ thôi. Vá mãi đến bây giờ mà nó hết da luôn, ngủ nhắm mắt không được anh ạ. Tuyết ơi. Ôi. Trời ơi, em sexy quá. Em hot girl của anh. Ôi dồi ôi, anh ơi, cái tên Dương Thường Trực không là em nghe em đã phê rồi. Anh ơi, anh trẻ quá, anh ngoài đời đẹp trai quá. Mẹ. Cái gì? Ôi, căn cứ ở chỗ nào mà mẹ bảo ông này đẹp trai? Cứ hễ Việt kiều là đẹp thôi. Con nhìn đi, mở mắt to mà nhìn kìa. Người ta đẹp từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, trắng muốt muồn muột. Anh cười đi anh. Hàm răng còn trắng hơn cả bộ đồ nữa cơ. Anh ơi, mất điện là không bao giờ em lạc anh đâu. Sao vậy? Tại một lần mà cúp điện á, em cứ nói anh cười đi là em tìm thấy anh được ngay. Anh biết mà, răng anh trắng hột xoàn kém thua. Anh ơi. Này. Gì? Ông kia. Ra đây tôi à? Để anh nghĩ ra lời chút xíu. Rồi, đừng có hôn gió nữa. Cậu muốn nói gì với tôi? Năm nay ông bao tuổi? Thế cậu bao nhiêu tuổi? 25. 25 tuổi? 25 tuổi? Vậy hai đứa mình bằng tuổi với nhau á. Bắt tay cái làm bạn được không? Nhưng mà nói nghe, bây giờ đó tôi lấy má cậu thì theo như gia dế, cậu phải gọi tôi bằng bố. Bố cái ông nội nha, ông ấy bố. Em, bố, em ơi, muốn bố. Con em ăn hiếp anh kìa. Anh không chịu đâu. Con, tại sao con lại ăn hiếp bố như thế? Bố ơi, bố ơi, bố đừng cười nữa. Bây giờ con gọi ai là bố bây giờ? Thôi kệ chúng nó đi, chuyện mình làm. Ngoan. Ngoan, dồi tay cứ như cánh gà, thèm thật ý. Ôi gì? Anh. Sao? Ôi dồi ôi, em nhớ anh quá. Anh cũng nhớ em quá trời luôn đó. Nó Tuyết biết không, anh rất là thèm khát, hao hức được về đây gặp em. Sao lâu quá anh không về? Nhưng Tuyết ơi, đã nhiều lần anh muốn trở về thăm em, nhưng vì vé máy bay nó mắc quá. Cho nên 4 tháng nay anh phải dành dụm no food, no drink, no shopping, no nhiều thứ khác, mà anh chỉ đủ mua vé một chiều.
Chị chiều kia ai lo? Tuyết lo. Trời ơi, Tuyết bắn đất hương hỏa, Tuyết lo cho anh ấy. Tuyết lo cho anh à? Một chiều bác ơi một chiều. Con bó tay với thằng Việt Kiều một chiều này bác ơi. Anh yêu em. Ôi dồi ôi. Em cũng yêu anh. Mẹ ơi thôi mẹ, con lạy mẹ. Cái gì mà mẹ con lạy mẹ? Tao tới sống thì tao chết tới nơi vậy. Thiên hạ người ta cười cho thối mặt ra mẹ ơi. Cười cái gì mà cười? Thiên hạ bây giờ có cười mẹ cũng giúp ích gì được mẹ đâu. Lúc nãy con dạy mẹ một câu gì con không nhớ à? Câu gì? Tình mình hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về gì vang muôn ngày qua. Dù là không như ý ta mong đợi thì cũng bắt đầu từ đây. Sao Việt Kiều ngoài đó rước kìa? Việt Kiều về tới ba ơi, con gái ba nè. Thôi Việt Kiều về ba ơi. Thôi gì vậy? Tết lại đi Hồng ơi. Gì vậy? Trời ơi, tao nói nhìn là biết Việt Kiều rồi. Người Việt Nam có ai bận áo đầm dài 4 mét mà lết từ phi trường về tới đây hết á. Cũng hơi là nãy em đạp đứt cái đuôi rồi, chứ còn không chắc khuya mới bò vô tới nhà. Không có biết cái gì hết trơn á. Việt Kiều là phải bận áo đầm. Tiếng Mỹ cứ sủa mọi người phục ta. Ông bà, cô bác, mẹ cha cứ du hết thải mới ra Việt Kiều. Công nhận nha. Việt Kiều là phải du mi mi, là phải bận áo đầm cho ta biết mình Việt Kiều ấy không? Đó, nhìn là biết Việt Kiều rồi. Ừ. Tao nói cái fashion của Việt Kiều nó lạ làm sao, nó lố làm sao vậy đó. Nào lố? Cô Hồng ơi, cái này là áo đầm hay áo dài mất nguyên cái khoảnh trước rồi. Thì khúc dưới của tôi là khúc trên của ông đó. Làm sao? Tôi cắt được chỗ này tôi mới mai cho ông cáo quết y chang đó, không thấy hả? Ủa? Vậy? Ăn ở sao mà Việt Kiều vậy? Em thấy ai tiếp rước hết vậy nè? Có, tôi báo với ba tôi rồi à, là sáng nay tôi về nè. Mà bị hôm qua hãng máy bay nó kêu tôi về sớm nửa ngày đi. Nó xếp cho tôi được 40 đô. Trời, tôi nghe xếp 40 đô tôi mừng quá trời luôn. Tôi đổi cho nên quên báo với ba. Đó, à, mà ông về nhà tôi giờ là có phước lắm nha. Dạ? Ngày xưa nhà tôi không có được như vậy đâu. À, nhờ tôi qua bển tôi cài cực khổ tôi gửi tiền về mà hôm nay ba tôi đổ cái nền nè. Chứ mọi lần ở đó mưa hạ nước nó ngập lên đầu gối luôn. Trời. Đó, cái tôi ráng tôi cài mỗi lần tôi gửi tiền cái mua ngón trời. Sau kỳ này ba tôi mua nhiều cái chuối cây dừa dữ trời. Biết ba đâu em. Nhưng mà điều quan trọng nè, tôi dặn này nha. Tôi mướn ông về đây, ông làm chồng của tôi. Mà ông phải đóng kịch làm sao mà ba tôi tin được á, tôi với ông là hai vợ chồng. Nói nghe nè. Gì nữa? Điều quan trọng là cả cái xóm này nha, có 1-2 gia đình á, là có thân nhân là đi nước ngoài thôi. Có 1-2 Việt Kiều thôi. Cho nên là ba tôi bắt ổng hãnh diện lắm. Ổng đi khoe khắp xóm tôi là con gái ổng thành đạt ở bên nước Mỹ. Cho nên ông có đóng làm ơn đóng cho giống nha, cho chồng tôi cho ra nha. Đó, bao nhiêu chai thẳng vậy không có đi mướn. Tự nhiên đi mướn tôi chi rồi giờ kia tôi cố gắng làm sao. Kỳ cục. Nghĩ vậy sao trời? Mướn chạy công chứ mướn chạy thẳng về tối nó làm chuyện ác với tôi sao? Chứ không phải tại tôi đẹp trai bẩm quá mà mướn tôi phải không? Nhà tôi không có cái kiến mà được cái có cái mương đằng trước nè. Ông soi cái mặt ông đi, ông tự tin quá. Để coi lại coi. Á à, gì vậy? Nước kia chạy ở dưới mương, trên đời có ai đẹp lạ thường bằng ta. Người đẹp chẳng ở đâu xa, hình dưới mặt nước là con cá tra chết sình. Tự tin quá. Cá tra chết sình vậy đâu mà có người năn nỉ xin làm chồng. Trời ơi, cái ớm không. Trời ơi, cũng may là về đây chứ bển các ông dành áo đầm bỏ mặt với tôi quá. Nói nghe nè. Vậy? Người ta Việt Kiều, người ta đi mấy chục năm về nước, người ta hay ngơ ngơ, rồi người ta hỏi mấy câu ngu ngơ dữ lắm. Ông lanh quá, ba tôi không có tin đâu. Phải hỏi ngơ ngơ ngắt ngát á. Muốn ngu ngơ, có ngu ngơ liền. Hỏi hả? Ờ, hỏi
Ồ, trái này, trái gì vậy ta? À. Hỏi gì không hỏi. Trời ơi, cả thế giới ai không biết cái này, cái ổi nào không hỏi cũng như không à. Lụ đạn đó, nó cầm banh thay không giờ à. Không thích cái đó thì tôi hỏi cái khác. Trái này ăn làm sao? Hỏi điên không? Thanh Long mà hỏi ăn sao? Ăn nhã hộ. Hỏi là cái ghét rồi à. Thanh Long hỏi ăn sao? Ông ra kêu nhã hộ cái đời ông nội ông có hết trái không? Hỏi nó cũng lố nữa, kiếm cái gì nó đơn giản người ta hỏi. Sao khó quá à? Mướn có 500 làm chồng mà sao khó hành hạ đủ điều, mệt quá à. Trời ơi, làm ơn chồng giùm tôi cái đi ông ơi. Mướn 500, ở bên bển ông thất nghiệp, lâu lâu đi cắt cỏ 1 tháng được nhiêu? 800. Đó, tháng có 800 mà tôi bao ăn bao ở rồi bao vé máy bay khứ hồi nữa. Mà ông là bạn thân của tôi nó, ông giúp giùm tôi cái nha. Ông làm sao coi cho êm nha. Giúp thì giúp, nhưng mà bà ly dị rồi, tôi nói cho bà nghe. Ừ. Cái chuyện ly dị là chuyện thường tình thế thôi. Ừ. Thấy không? Đâu có gì đâu xấu xa, giống như tôi vậy. Lấy cái ly dị, lấy cái ly dị. Nhiều khi chưa lấy tôi đã ly dị rồi. Trời ơi. Phải không? Hay người ta ly dị bà? Sao chị xúc phạm em? Giống quỷ à? Ê ê, nói nghe nè. Sao ly dị có gì đâu xấu, không nói cho ông già không biết đi. Ê, trời ơi, ông cứ đóng là chồng tôi là được rồi. Trời ơi, ba tôi lúc nào cũng hãnh diện là tôi là người thành đạt bên nước Mỹ đã vậy, còn gia đình hạnh phúc nữa. Đừng có báo ba tôi biết nha, ba tôi bị tim á. Cứ diễn kịch giùm tôi đi, gán giúp tôi đi. Thôi giúp thì giúp, nhưng mà ăn hơi rủ khi ông già không về đâu, ông hỏi tôi làm nghề gì tôi nói làm sao. Nè nè nè, ba tôi á là ông kỵ cái nghề cắt cỏ lắm nghe không? Ông nói nghề đó mất mặt. Ông kiếm nghề gì ông nói đại đi, đừng nói làm nghề cắt cỏ. Ê ông già bà thích nổ vậy tôi chăm ngồi cho nó đổ banh nhà lòng luôn. Tôi nói tôi làm bác sĩ nha. Trời tôi lại ông. Mấy người già già người ta khoái khám bệnh lắm, lỡ ông kêu khám rồi sao? Thì còn tùy. Tùy gì nữa? Thì kỳ coi nhan sắc của ba bà hay đẹp thì tôi khám mà xấu miễn bà. Trời đất ơi. Ác thấy sợ không? Già ông bỏ nhỏ ông tha. Thôi 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 làm ơn giùm tôi đi. Gì ông nữa? Kiếm cái nghề gì mà. Ê, kiếm cái nghề này trong chính phủ đi. À. Nhiều người ta không có biết cái chức vụ, không ấy ông nói đại ông làm FBI được không? Tôi bắt bà đầu tiên hết á. Sao ạ? Cái mặt bà giang thấy bà nội à. Trời, nghĩ sao tướng về kia đi làm FBI. Cầm cái súng sao nổi má. Trời ơi, nghĩ sao vậy? À, nói nghe nè. Không ấy, tôi nói tôi làm IBD nha. Hồi đó tới giờ tôi đâu có thấy nghề nào nghề IBD. IBD là nghề gì? I am BD. À, vậy cho vô lòng bà. Ôi, ừ, giỡn nè. Nè, 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 đừng có giỡn nữa. Nha, gồng, gồng, gồng lên giùm tôi đi. Gồng, gồng. Ai qua vậy? Alo, có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Ai hả? À, chị Hà. À, đứng lại, đứng lại. Trời ơi, làm gì nhào vô xối xả vậy? Ai đây? Chị không nhớ em hả? Không. Em Út Rớt nè. Rớt nào? Trời ơi, hồi đó má em có chữa đó. À. Đi qua nhà chị, đẻ trước cửa nhà chị luôn đó. À cháu của ông Sáu nè, con đúng chị rồi. Ba Lẹ phải không? Đúng rồi. Trời ơi, chị Ba Lẹ là bạn cùng trang lứa với tôi. Hồi đẻ rớt trước cửa nhà chị đấy hả? Dạ, nhờ lúc đó chị thương người, chị đem má em lên bệnh viện. Nhờ đó mà em sống tới giờ luôn á. Ờ, vậy hả? Nguyên cái xóm này ai cũng kêu em bằng Út Rớt hết trơn. Trời ơi, lanh dễ sợ. Tôi có thằng trai này chắc tôi cưng chết luôn á. Ủa mà sao biết chị Hồng về đây mà chạy qua hay vậy? Sao không biết? Ba chị á, mấy ngày nay nè đi á, khắp xóm quảng cáo là ở nhà có Việt Kiều về. Mà quảng cáo bằng miệng ba chị chịu không nổi, muốn thêm cái loa nữa. Vậy hả? Dạ. Vậy hả? Hay quá ta. Cho nên em mới biết là Việt Kiều về thế nào cũng là chị. Cho nên em chạy qua đây xin sô-cô-la của chị đó. Trời ơi, yên tâm chị. Ủa mà sao nhìn cái mặt quen quá vậy ta? Ở trên đĩa hoài mà sao không quen? Ở trên đĩa hoài mà sao không quen? Trời, đừng nói tôi này là bé Châu nha. Châu bò gì ở đây chị? Tên em đẹp gần chết, tên Nguyễn Huy. Châu bò gì ở đây? Ủa, Nguyễn Huy hả? Dạ. Em là Nguyễn Huy. Dạ. Trời ơi, anh thần tượng em lắm luôn á. Trời, anh thích em lắm. Coi này, anh hết cái tóc giống em luôn, y chang luôn nè, thấy không? Hồng, hồng, hồng. Thầy giống Nguyễn Huy không? À, cái tóc giống mà cái mặt khác, cái mặt xấu quá, chịu nổi. Con ta đẹp lắm nhẹ, dễ thương vậy. Nguyễn Huy phải không? Dạ. Thôi đừng thấy người sang bắt hoàng làm họ. Thấy tụi mê cái thằng đó cái nhận phải không? Không, em bé Nguyễn
quy chính gốc 100%. Thôi tôi không tin đâu, tôi coi băng đĩa hoài, tôi không có tin đâu, giờ làm gì cho tôi tin đi. Vậy em sẽ hát cho chị nghe một bài à. Nhưng chị nhớ cho em hộp sô-cô-la nghe. Trời, hát hay tôi cho 10 hộp luôn chứ đừng nói hộp. Chị hứa đó nha. Hứa mà. Làm gì vậy? Trời, không biết hát có hay không mà sao sắm tuồng dữ dội trời. Trời ơi, người ta hát phải lấy hơi từ từ chứ chị. Ủa vậy hả? Đó. Hát chị nghe coi. Giờ mới hát nè. Rồi. Xúc hết tiếng ơi ta trả nơ nơ. Trời ơi, thấy ổn rồi. Xúc hết tiếng ơi ta trả nơ nơ. Trả hết tiếng tôi còn nơ không thôi. Lắc hả chị, sợ lắc hả. Lắc hả mông loa dày ngạo tinh xa. Tóc trắng bạc mau dày ngạo yêu nhau. Anh nào biết ngày sau trả ngạo tình nhau. Quen quá. Ủa, mà sao hát rồi nằm sải lai vậy? Cái đó là cái xì tai của người ta đó chị. Ủa vậy hả? Chị không biết chú Hoài Linh hả? Sao? Ông hát xong bài đó, ông nằm sải lai mà hơi ông dài. Ông hát xong nằm sải lai mà hơi ông dài. Dạ. Mà sao con cũng nằm mà sao hơi ngán ngủ vậy? Tại mệt quá. Vừa hát vừa nhảy, sức nào mà chịu cho nổi. Vậy hả? Mà không thấy hộp sô-cô-la đâu hết trơn. Trời ơi, biết gà dễ sợ không? Không phải một hộp đâu nha, hát hay vậy cho nguyên vali luôn. Anh lấy nguyên vali cho em. Thôi, anh để đó đi. Sao? Bây giờ em phải giúp chị một việc. Giúp gì nữa? Tại hồi đó chị giúp má em, bây giờ em giúp lại chị. Trời ơi, có duyên không? Sao? Là kêu ba chị về cho chị. Biết ba tôi ở đâu mà kêu? Sao không biết? Ba chị á trèo xuồng lên sống trên quảng cáo chị về á. À, vậy hả? Rồi giờ đi qua bển bằng cách nào? Trèo xuồng. Chèo xuồng được không? Hên xui. Trời đất ơi. Ở chèo xuồng mà la hên xui. Thôi, giờ tôi tính vậy nè. Anh đứng ở bên đây bờ rồi kêu chú Tư về được rồi. Đừng có chèo qua bển nguy hiểm nha. Chị đừng lo, hơi em mạnh. Rồi, kêu giùm hen. Tôi nghi mà lắm nha bà. Thằng quỷ. Trời ơi, rộng lên à. Múa hoài ra con nít nó còn biết, nó gồng lên cứng cáp lên. Đang gồng nè. Gồng giùm tôi cái. Ê, ba tôi về. Ờ, ba về. Gồng gồng lên. Ôi. Ba. Ôi. Ba. 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 Trời ơi, cha già dấu yêu. Con thương ba quá trời luôn á. Trời ơi, cái mặt này mà hôn đến ngày mai mới hết nè. Đấy vậy. Ông làm lố. Anh có ngộ quá à. Thì ba em chứ bộ anh để em mừng chút xíu thôi. Làm gì cũng lố hơn em hết trơn à. Ba. Ba. Bà lố hơn tôi nữa đó. Lố mà. Trời ơi, ba ơi, vợ chồng con mừng quá. Gặp ba về mừng quá. Ngồi ba. Ừ. Ngồi. Ba đi đâu sớm mới giờ vậy? Trời đất ơi, tưởng tụi con chiều mới về. Vậy nên hả, ba lật đật thông báo cho lối xóm biết. Vậy hả ba? Trời. Nhưng mà ba sợ không kịp. Dạ. Ba mới ghé lên phường. Dạ sao ba? Mượn cái loa. Chi vậy? Để phóng thanh cho nó lẹ. Trời đất ơi. Rồi ba phóng nổi chưa? Không ấy, ba đưa cái loa đây, con ra con phóng thanh giùm ba. Chi vậy? Nói Việt Kiều về cho ba vui. Ba, trời mới sáng sớm mà ba đi đâu có trèo noi lội suối chi cho mồ hôi mồ kê nó chạy nhiễu nhão vậy, thấy thương hết sức luôn vậy. Trời ơi, chồng con á, ổng lố lắm ba ơi. Miếng củ hay ớn không? Ổng lấy khăn ổng nhúng nước rồi ổng dắt vậy đó. Thương ba quá, vợ chồng dạ. Con thương ba. Rồi cái chồng con lâu lâu về, ổng làm cho ba vui vậy mà. Dạ, vậy dạ, hả? Dạ, ba khỏe ha ba ha. Ừ, nè. Dạ. Thằng rể ba đó tên gì ba quên rồi ta? Dạ Trần Mạnh Hùng. Tên cứng cáp đó bà. Ừ. Trần Mạnh Hùng. Nghe cái tên nó oai sao đâu á. Bác khỏe không bác? Con sao vậy? Dạ con đi xa về thay đổi thời tiết đó ho ba. À, em nè. Mới ho đó mình, em mới ho. Nè. Dạ. Mày là rể tao sao mày kêu tao bằng bác? Ba thông cảm. Lâu quá mới gặp ba một lần. Con chưa quen miệng. Gặp một lần cái gì? Dạ. Hai đứa bay lấy nhà bao nhiêu năm rồi? Dạ mới sáng nay nè. Cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy con? Nó chuyển qua ho gà. Sao ba nó ho quá? Em ho hoài đó mình. Dạ, tại chồng con bay trên máy bay á ba. Rồi nhiều khi cái không khí làm cho ổ tai nó ù. Ừ. Dạ, thật ra là vợ chồng con cưới nhau được 2 năm. Vậy là mấy năm? Dạ 2 năm quen, 3 năm cưới. Dạ.
sao tôi nhìn cái mặt nó thấy khác khác, không giống. Dạ giống chứ ba, sao ba nói sao chứ giống chứ. Ba, chắc tại lúc trước con chưa niềng răng đó ba. Dạ đúng rồi ba. Dạ đúng rồi. Dạ. Niềng răng có phải là làm cho răng dài ra không con? Dạ, không có. Chứ dạ, sao? Niềng răng là làm cho răng nó ngắn lại với là cái hàm nó thun vô. Thằng này răng chưa niềng chắc giống cái máy hiên che mưa nè. Dạ, chồng con không đẹp nhưng mà được cái lạ ba, hàng lạ, dạ. Lâu ngày quá ba quên không biết thằng rể của ba nó làm nghề gì con ha. Dạ. Dạ luật sư. Trời. Cái gì vậy? Bị gì vậy? Ta nói đi về thời tiết có thay đổi con dợp mẹ. Dạ. Nè con. Dạ. Luật sư á bên Mỹ kiếm nhiều tiền mà bên này chưa có thịnh hành lắm. Ơi bà lo gì, ở bên bển con cãi cũng được mà về đây cãi không được, con chửi không được, nắm đầu quýnh tơi tả. Cái gì ghê vậy con? Dạ đúng rồi ba, chồng con luật sư giỏi mà. Ừ, ổng hay lắm, người ta ra tòa ta kiện nhau, nhiều khi hai bên ta kiện qua kiện lại cái người ta nóng, người ta nắm đầu người ta quánh. Ý dạ. Mà chồng con giỏi lắm, chồng con vừa mới xuất hiện một cái nó ngưng quánh, nó coi chồng con đi cấp cứu sao. Sao vậy? Dạ không, chồng con cãi mà nó ngưng luôn đó, rồi ảnh mệt ảnh về đi cấp cứu vô nước biển. Dạ. Dạ giỏi lắm ba, luật sư giỏi. Nè con. Dạ. Con làm luật sư chuyên môn về luật gì? Dạ luật giang hồ. Cái gì vậy? Dạ không có, ở ngoài giang hồ hỏi có chuyện gì cái mời ba, mời chồng con á ba. Dạ mời chồng con tới cho nên riết cái người ta quen miệng. Dạ. Hay gặp cái người ta kêu bằng cái thân tình vậy đó, kêu luật sư giang hồ, luật. Dạ. Giang hồ. Dạ, dạ vậy đó ba, vậy đó ba. Nói chuyện rể này nhức đầu quá. Dạ luật sư đó ba. Dạ. Dạ sư ha. Dạ ba làm gì vậy? Ừ anh khoe. Trời đất ơi. Alo anh Sáu hả? À, ừ con gái Việt Kiều tôi về rồi, có thằng chồng đi theo nữa. Trời ơi, để tôi là luật sư nha, tầm cỡ chứ không phải tầm thường nha. À, nó kể tầm bậy không à? Không có, con gái tôi nói chuyện tầm phào mà. Dạ dạ. Tầm khoảng mấy giờ anh qua đó tôi chờ, không thôi anh nói tôi tầm xàm. À vậy thôi nha. Chú Sáu. Dạ. Đồ qua thăm nhưng mà ba nói là để chừng nào con xây xong nhà mới rồi ăn tân gia luôn. Ôi ba, chuyến này Hồng về đó, Hồng cất cái nhà lầu 40 tầng cho ba ở á. Dạ không có, dạ không có, dạ có 4 tầng à. 40 tầng là chồng con mơ ước. Dạ, anh mơ ước anh xây 40 tầng, anh leo trên anh nhảy xuống cho nó khỏe. Thằng này lính nhảy dù hả? Dạ đâu có, nhảy dây. Ê, không có, nhảy dây cho nó thể thao, buổi sáng mình chơi nhảy dây cho thể thao. Thể thao ba, thể thao. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Gì nữa vậy ba? Khoe nữa. Trời ơi, khoe gì nữa. Sao ơi? Ừ. À thôi khỏi qua. Để chừng nào mà con gái tôi đã xây xong nhà mới rồi qua tân gia luôn. Ừ, chừng nào qua tôi dẫn anh lên phòng tôi nghe không? Bên anh có cái LCD 549 inch gì? Con gái tôi mua 50 inch luôn. Ừ. Hơn anh inch chứ mấy. Bên anh cái PlayStation số mấy? Number 1 hả? Con gái tôi mua number 10 luôn. Đúng rồi. À, bên anh có con chó bẹt dê xà mau phải không? Con gái tôi mua con Chihuahua. Ừ, để chiều ăn cơm xong rồi bỏng chó là đường cho ta thấy mình sành điệu. Ừ, vậy thôi nha. Ba ơi, ba bộ tự nhiên ba thích nuôi chó hả ba? Trời có con tưởng tượng đi, chiều ăn cơm xong ba bồng con chó ra đường. Thôi bỏ đi. Ủa sao ba không thích nữa hả ba? Thôi. Sao vậy? Bồng chó ra đường là ta nhìn ta không biết con nào Chihuahua, con nào lặn chó mặt sệ. Ồ, sệ thiệt ba. Mày đảnh quá. Nè. Dạ. Nhớ cái thằng Quân con chú Sáu không? Quân nào? Thằng hồi nhỏ 3 tuổi mà ở trường 80 với con đó. Thằng à, con nhớ rồi, Quân con chú Sáu, Quân đầu ghẻ phải không? Ừ, con nhớ rồi. Đó đó. Trời đất ơi, con biết không? Nè. Dạ. Nó qua Mỹ, nó cũng ở Cali chỗ con đó. Vậy hả ba? Mà nó qua 10 năm rồi. Mà ông Sáu cứ giấu hoài. Dạ. Tại vì ông sợ á là con ổng lương một tháng có chưa tới 1,000 nữa. Trời đất ơi. Trời ơi, bên Mỹ mà lương cách một tháng chưa tới 1,000 sao sống ba? Dạ, nhưng mà ảnh làm nghề gì ba? Cắt cỏ. Cái gì vậy? Dạ. Dọp mẹ ba. Dạ. Hai bay bệnh giống nhau á. Dạ, hai chồng con bị dị ứng cái từ đó sao ba? Dạ. Ba. Ba biết sao không ba? Bên Mỹ đó nha ba, tôi nói nghề cắt cỏ đó nha là phải đòi hỏi bàn tay nghệ thuật. Tôi nói phải có một cái bàn tay khéo léo. Mình làm landscaping mà ba, mình làm đẹp cho thành phố. Đó, đúng rồi ba.
Vậy á mà ông Sáu mắc cỡ. Đi đâu người ta hỏi ông cũng giấu là con ông cắt cỏ hết trơn á. Ủa sao vậy ba? Ông sợ nói ra rồi người ta sỉ nhục. Ông sợ nói ra người ta khinh dễ ông. Trời ơi. Quê. Cắt cỏ là nghề làm đẹp cho mọi người mà tại sao là ai mà khinh rẻ người cắt cỏ vậy ba? Ba nói đi, ai khi dễ người cắt cỏ nói con đập vô mặt nó liền á. Đập vô mặt ai vậy con? Dạ không có, tại tánh anh nóng anh hay ra tòa anh cãi á ba. Dạ chứ không có gì đâu ba. Chồng con vậy mà ra tòa cãi lộn với tòa vậy đó. Rồi quen cái tánh rồi. Dạ anh hay binh người nghèo lắm. Ở nhà con cũng vậy à, nhiều khi tối đang ngủ vậy cái bực mình lên đang ngồi dậy tự cãi xong nhoi xuống giường, xong từ dưới giường phóng lên, từ trên giường phóng xuống vậy, làm suốt đêm không ai ngủ được gì trơn ba. Dạ vậy đó ba. Về phóng lên phóng xuống mỗi đêm vậy mà giờ này tao chưa có cháu ngoại bọc. Thôi. Dạ. Là nhắc cái vụ ngủ tao mới nhớ. Dạ. Tối nay hai đứa chịu khó ngủ cái phòng của Hồng cũ nghe không? Dạ. Phòng cái giường nó hơi nhỏ một chút nhưng mà ráng gối ghém ngủ cho gọn gàng. Dạ không sao đâu ba. Trời phòng của con mà nếu ngủ không vừa á con kêu anh xuống đất anh nằm. Cái gì? Ê, ba, ông ấy tới rồi con xuống ngủ với ba nha. Được. Thôi tâm sự nha. Ê ba vậy thôi khỏi. Không sao vậy? Dạ thôi khỏi. Ê lâu ngày gặp để tâm sự. Dạ thôi. Để anh ngủ với con chứ ngủ với ba ngày mai con dám nhìn mặt bà. Nó nói lắm. Bà sao? Thôi nói tới đây được rồi. Vậy là hiểu rồi. Anh tới ngủ với em nha. Dạ vợ chồng con giỡn chơi vậy mà ha ba ha. Thôi tụi bay hẹn chồng tôi muốn ngủ thôi sao ngủ. Dạ. Tại tụi bay. Dạ. Giờ tới phiên tao à. Ba gì nữa ba? Bữa nay ngày vui là phải đi ăn. Dạ. Phải ăn nhà hàng năm sao. Ê ở nhà đi con xào nấm cho ba ăn được rồi. Trời ơi Việt Kiều là phải ăn nhà hàng năm sao. Dạ dạ. Nấm cái gì? Alo, nhà hàng 5 sao hả? Ừ, cho tôi hỏi thăm chút coi. Biết nhà hàng nào 6, 7 sao không? Trời ơi. Ừ, chi hả? Ừ, để tôi biết tôi tới tôi ăn. Trời ơi, bye ba. À, vậy thôi nha. Ê, trời ơi, nó chửi quá mày. Chửi chứ còn gì nữa, trời ơi, ba điện nhà hàng ta mà ba. Mà hỏi nhà hàng khác sao tao không chửi. À, tôi đặt 25 bàn nha. Cười. Xạo quá, mới chửi xong cười. Dạ. Thôi nha. Ba ơi ba, 25 bàn sau gia đình mình ăn hết ba. À đúng rồi ba. Chết ta lộn. Dạ. Đặt một bàn mà 25 chỗ. 25 chỗ gia đình cũng có 3 người sao ngồi. Vừa ăn vừa lăn vừa nằm. Trời. Vậy mới là Như Kiều chứ. Dạ. Phải không? Dạ. Đặt tao như nhớ thôi mời ông Sáu đi. Trời ơi mời, ba mời gì. Chú Sáu đâu có đi được đâu mà ba mời. À tao quên. Ông bị ngồi xe lăn mà. Trời. Tao quên. Vậy ba ơi, giờ vậy ha. Thôi giờ ba muốn đi ăn nhà hàng thì mình đi ăn nhà hàng ha anh ha. Thì đi ăn nhà hàng, chờ tao chút xíu nha. Dạ. Bây giờ tụi bay bận đồ hồng phải không? Dạ. Tao vô tao quất bộ vest màu đỏ màu tím. Dạ. Nghe không? Chờ chút nghe không? Dạ dạ. Hồng ơi, không được rồi. Nói nghe nè Hồng ơi, bây giờ nghe lời tôi đi. Du cứ nói thiệt với ông già đi. Trời ơi, thấy ba thương Hồng quá mà. Mình nói thiệt đi. Không được đâu nha. Điều quan trọng là nãy giờ mình diễn vậy nè. Ba cũng tin rồi. Tin cái gì? Ông tin rồi. Mà tôi nói nghe nha. Ba tôi á, ông bị tim mà còn bị máu cao nữa. Nhưng mà bây giờ tin tôi với ông là vợ chồng là vui rồi. Ông cứ tiếp tục vậy cho tôi đi. Rồi về Mỹ tôi cho ông thêm tiền tê. Honesty is the best policy. Là cái gì? Không có cái gì bằng sự thật hết. Nghe lời tôi ha. Nói cho ông già biết đi. Thà rằng Du nói một câu không còn như lúc ban đầu, rồi Du cứ bước cùng ai. Chuyện tình của Du nay chìm trong xót xa. Còn ba bà đó, thà đau đau một lần rồi thôi, còn hơn ổng đau. Dạ dạ. Ở người ổng. Trời ơi, hát hay quá, nhưng mà tôi cứ nói ông rồi, ông cứ giúp tôi đi. Cứ đóng y như vậy là được rồi, đừng có cãi tôi. Trời ơi, cứ nói thiệt trong già đi rồi ổng tha thứ cho, có cái gì đâu mà. Ôi, không có được đâu, ba tôi đặt hết niềm tin vô tôi rồi, ổng cứ y chí y vậy đi. Ba ra kìa. Ba chưa thay đồ hả? Khỏi ho, mày ho giả hồi học máu bây giờ. Cậu á, cậu cứ tôi bằng bác đi. Dạ. Sao vậy ba? Ba ơi, ba buồn gì tụi con hả ba? Dạ. Anh là rể phải để cho anh kêu bằng ba chứ ba. Dạ đúng rồi. Thằng này ba rể cái gì? Nó là chị em với mày thì có. Bác kỳ quá bác. Nhìn là biết rồi. Tụi bay tưởng tao bà đuôi hả? Tao giả bộ coi tụi bay đóng kịch tao thế nào. Ai về tụi bay đóng kịch quá dở.
Tại sao vậy không? Tại sao con gạt ba? Con đừng quên hồi đám cưới đó, con có gửi hình về cho ba mà. Cái hình có bao nhiêu đây thôi. Tại vì ba thương con, ba phóng lớn ra như vậy nè, để ngày nào ba cũng nhìn. Ba già chứ ba đâu có lẫn con. Con còn nói với ba là chồng con là nhà văn mà. Bà đại biểu. Dạ. Nè, đây mới là chồng con nè. Thấy không? Giống cái gì? Dạ. Lối sớm còn nói là để con già ngang bằng ba mà. Tại sao lúc vợ chồng con ly dị có một người bạn luật sư giỏi như vậy hả, mà sao không nhờ người ta giúp? Dạ con không phải luật sư. Chứ mẹ làm cái gì? Cắt cỏ. Tao dòm cái bàn não mày là giống như cái bàn cào tao nghi rồi. Là sao vậy Hồng? Nói cho ba nghe, bên Mỹ cũng có hai căn nhà, một tiệm nail, Mercedes đời mới, mấy thứ đó đâu hết rồi? Đâu hết rồi? Mất hết rồi ba. Ba ơi con xin lỗi ba. Con nào dám gạt ba đâu ba. Con biết là ba chỉ có một mình con. Ba đặt hết niềm tin vô con. Con không có má. Ba thương con. Ba thương con bằng tình thương của một người mẹ lẫn một người cha. Ba ơi, con biết ba đặt niềm tin vô con, cho nên con sợ con không dám nói gì với ba hết trơn á. Con ra được một thân con một mình, con cố gắng, con bươn chải, con làm đủ thứ mọi chuyện hết để làm sao thành công cho nở mày nở mặt ba. Mỗi lần con gọi điện về, ba vui, ba cười, con mừng dữ lắm. Mỗi lần con gọi điện về cho ba, con thấy ba chạy khắp xóm, ba quê với hàng xóm, ba hãnh diện vì đứa con gái của ba. Cho nên khi con thất bại, con không có dám gọi cho ba. Con sợ ba buồn. Con sợ ba mất mặt với lối xưa. Con sợ ba bị bệnh tim. Con sợ ba bị máu cao. Con muốn mỗi lần con gọi về cho ba, ba vẫn cười trong điện thoại với con. Con muốn mỗi lần con gọi cho ba, ba vẫn chạy đi, ba khoe khắp mọi người, ba hãnh diện về con. Ba đã động lực cho con tiếp tục. Nhưng con có một thân mình à, ở nơi xứ lạ quê người. Ba ơi, con cần lắm một tình cảm của người thân. Con xin lỗi ba. Con không có nỡ gạt ba đâu ba. Hồng con, con là con của ba mà. Từ lúc mẹ con mất, ba chỉ có mình con thôi. Con có bao nhiêu tuổi, con cũng là con của ba. Con có như thế nào mà vẫn lo cho con? Con đừng quên, đây là cái gốc. Những lúc con thành đạt hay là vấp ngã, ba luôn luôn bên cạnh con. Hồi lúc con thành đạt á, con có gửi cho ba một số tiền. Ba đã dành, ba mua căn nhà quận nhất nè,
Bây giờ ba nghĩ ba bán nó đi, rồi ba lấy hết tiền mới đưa cho con, để con trả nợ. Còn một số ít nữa con có thể làm vốn làm lại từ đầu nha. Ông ba ơi, con là con của ba, con không lo cho ba, sao con nợ con lấy đi hả ba? Con, ba để dành cho ai? Cho con đó. Ba không cần gì hết đâu nha. Nghe lời ba đi. Bây giờ nè. Dạ. Đừng có khóc nữa. Nói cho ba nghe, ba biết con là đứa con gái giỏi, tính tình cũng cứng rắn lắm. Tại sao ra nông nổi vậy con? Ba ơi, kinh tế Mỹ lúc lên lúc xuống. Ừ. Con cũng giỏi lắm, con cố gắng lắm rồi. Lúc giá địa ốc nó lên á, cái con cầm nhà con lấy tiền đi đầu tư. Đầu tư. Nên khi nó xuống mình đâu có giống như mình, tất cả giống như bị rớt vô một cái bẫy gì đâu ba. Ừ. Trả nợ ngân hàng đâu có nổi đâu. Cho nên nó kéo nhà con đi rồi. Sau đó rồi con cũng sang rẻ cái tiệm nail luôn. Ừ. Xe con cũng bán. Rồi tình cảm con cũng đổ vỡ nữa ba. Săn lên nữa ba. Săn lên mắc mới gì tới mày? Ủa mày bán săn lậu hả? Ý con nói là xăng lên nè, rồi đồ ăn gì cũng lên, mọi thứ đều lên á. Ừ. Mà kinh tế xuống cho nên mọi người á mới thất bại dữ vậy. Mà trong số đó có con, bà con cố gắng lắm rồi, nhưng mà con mất hết rồi bà. Ừ. Mà biết không, lúc mà bà kêu con về á, con sợ bà mất mặt cái lối sớm á, mà biết không. Ừ, sao? Cái con làm dữ dội lắm, để à. Con về đây cái bà mà khoe với hàng xóm là con vẫn thành đạt như xưa. Ừ. Con mướn ảnh nữa chứ, 500 á ba. Con không lấy tiền đâu, con đổi ý rồi. Ba ơi, con sợ ba mất mặt, con làm đủ thứ đó, áo đầm này con may á. À, tại vì con mới biết may à, cho nên con cầm cái kéo con phập mới lên tới đây à. May là con nghỉ kịp thời, con phập mồi chắc lòi rúng luôn á. Ba. Ủa còn bộ vest của nó làm sao vậy? Dạ, con cắt khúc này dư, con may cho ảnh cái vest luôn. Xung quanh nút không còn ngồi con kết nguyên đêm á ba. Ừ. Còn ba cái túi LV đó Martin China không à. Ba ơi, ba đừng buồn con nha ba. Thôi ba không buồn con đâu. Bây giờ ba nói cho con nghe. Dạ. Cái căn nhà này á khỏi phải xây. Đây là căn nhà tổ tiên mình để lại mà. Cứ để vậy ha. À, cùng lắm á là ba khóa cửa đi qua Mỹ ở với con, cho con có cái chỗ dựa tinh thần ha. À, qua bển á thì có rau ăn rau, có mắm ăn mắm. Ừ. À, bác ở bên đó không có mắm nào ăn nha bác. Nhiều chuyện nha. Ừ. Tao chưa tính tội mày đó. Tội gì? Tao nghĩ mày cũng là tốt, giúp con Hồng. Dạ. Được, tao bỏ qua đó. Nè. Dạ. Đi qua bển á rồi bác đưa theo phụ làm với con nha. Ừ. Bác phụ con làm gì? Chỉ cỏ cho mày cắt. Úi trời, bác lạnh quá hả? Con nữa. Dạ. Lo lấy chồng đi nghe chưa? Trời ơi, Mỹ bạn con vậy không sao lấy ba. Con chỉ giỡn hoặc kiếm người khác. Ba. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành già nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói. Này con yêu ơi, con hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối dàng. Hay à, chịu cái câu chót đó. Dạ. Cái câu mà không bao giờ mà dối gian á, cái điều này là ba muốn dạy cho các con đó. Dạ. Thấy không? Dạ. Làm người á là phải trung thực. Hả? Không? Tự nhiên trung thực vậy ba? Trung thực. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Vậy cả nhà mình vui ba ha. Vui chưa? Vậy coi còn nhiêu tiền con dẫn cả nhà đi ăn hủ tiếu ha. Rồi. Yeah.
làm cái gì vậy? Dạ con đang tập nhảy. Má Mi mà không né nha là má Mi té một cái đùng dưới đất rồi. Kevin ơi, má Mi nói nghe, bây giờ Kevin ngoan nha. Kevin ở nhà chút xíu thôi, má Mi chạy qua đường. Má Mi trở về liền được không? Má đi mua vậy má. Đi nè, thì mấy ngày nữa là Tết rồi. Má Mi đi mua vài hộp bánh mứt ha, để trưng trong nhà để cho ra không khí Tết. Kevin, chắc chắn là nhà mình Tết đó, nhiều khách tới chơi lắm đó. Mấy ngày đó đâu phải khách đâu. Toàn mấy ông tới dê má không mà. Thôi, trời ơi, Kevin nói kỳ quá à. Nè, chứ bộ Kevin không thích khách tới nhà mình chơi sao? Dạ muốn chơi má, vì con biết mấy ông bạn của má sẽ lì xì cho con nhiều tiền lắm. Ham tiền nữa là mua Game Boy phải không? Không có được chơi nhiều nghe không? Nè bây giờ má Mi đi, má Mi hứa về liền, ok? Dạ. Nghe không? Ngoan nghe không? Ở dạ. Nhà không có được quậy tùm lum à. Ý khoan, nếu có ai tới ngang nói má Mi quay trở về liền. Dạ. Ngoan, ok? Ok. Đi rồi, nhảy tiếp. Dẻo ghê. Này chắc con Nguyễn Hưng. À, chào chú Tinh. Hi Kevin. Trời ơi, mê nhảy quên đóng cửa. Dạ. Có má ở nhà không vậy con? Dạ, má cho mới đi khỏi, mới đi thức thì à. Nhưng má cho nói má cho về liền à. Mời chú vô nhà chơi. Chú vô rồi. Thì mời chú ngồi. Trời ơi, lành ghê. Thôi được rồi, để chú đứng đây chào má con được. Ở nhà có bình là cắm bông vậy con? Dạ có. Cắm bình chú, cắm giùm chú có bông này con. Bông này chú mua cho má cho đó hả? Ừ, đẹp không? Nhìn quen quen. Ừ. Giống bông. Bông gì? Bông cúng cô hồn. Trời đất ơi, nó đấy còn ai nữa. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, Kê Bên, cái gì vậy con? Trời đất ơi, sao tự nhiên làm gì vậy? Rùi. Rùi cái gì? Trời ơi, đập rùi mà lấy bông đập. Còn gì là bông? Biết mà thích đập rùi người ta lấy bông, mua bông đi lông chắc ăn hơn à. Trời chết rồi. Chú mua bánh này cho cháu hả? Bánh gì đó chú? Trời đất ơi, mày phá quá à. Tao mua cho má mày chứ ngu sao mua cho mày. Vậy là chú chơi hổng đẹp. Trời đất ơi, mày làm gì tao phải chơi đẹp cho mày. Chú ơi, cháu ở nhà mình buồn quá. Chú lại đây chơi cháu cho vui. Chơi đua xe nha chú. Mày biết bộ đồ Versace tao mua bao nhiêu không? Gần 800 đô nửa tháng tiền lương của tao. Ngồi tao còn không dám ngồi sợ nhăn. Ở đó mà chơi đua xe với mày. Vậy đó mày. Bộ chú không thích con nít hả? Không, tao thích người lớn à. À, chú tới da má cháu phải không? Con nít biết gì hả? Đi chỗ khác chơi. Chú không muốn chơi cháu thì thôi, cháu chơi một nền. Ê, mày muốn một nền hai nền kệ mày. Chơi chơi đi. Trời ơi, nhiều chuyện. Làm dơ á tao tình. Đẹp trai thiệt. Úi da. Trời ơi, hư hết bộ đồ mới thôi rồi. Sao chú nguyên cái áo dữ vậy? Nguyên sao nguyên vậy? Cởi ra rồi ra sau nhà đó bên nhé cháu. Cái gì vậy? Trời ơi, sao quá chị. Trời ơi. Nó té mà nó té kiểu. Tao chưa thấy thằng nhỏ nào quậy bằng mày hết trơn. Tao hứa với mày nha, tao mà lấy má mày xong á hả, đám cưới bữa trước bữa sau mày vô cô như viện liền. Mày còn nhát hả mày? Em hôn à. Mami. Ý, Kevin con làm gì con nằm dưới đất vậy? Nó nhảy té anh đỡ vậy. Anh Tân, tới lâu chưa? À không mới tới em. Này con. Ủa,
Quà của ai vậy anh? À, quà của em đó. Anh mua gì cho em vậy? À, bóp Chanel. Trời ơi, biết em thích thứ này anh tìm quá trời đó. Cảm ơn. Nhưng mà phải chờ kiếm ra chỗ sale mới mua được. À không, tìm ra cái chỗ mà đúng thứ em thích đó. Dạ, ừ, cảm ơn em anh nha. Ừ. Trời ơi, nói nãy giờ quên để ý nữa. Đi đâu mà diện đồ láng con vậy? Ôi, cái này bình thường. Đi làm mỗi ngày bận vậy em ơi. Anh nói em nghe. Dạ. À, bữa nay ghé thăm em, với lại sẵn tính rủ em đi chợ Tết. Đi không? Em cảm ơn anh, nhưng mà thôi anh đi mình anh đi nha. Ủa sao vậy? Chờ em chút. Cái việc... Trời ơi con ơi, cái này là đồ Tết. Trời ơi con kỳ quá à. Bây giờ vậy nè, đứng dậy, mấy mi nói nha. Đi vô rửa mặt lại nghe không? Ăn miệng dính tùm lum tùm la hà. Lấy cái nón ha, chuẩn bị áo ấm. Chiều má mi chở đi tới họp mặt cuối năm ở trường Việt ngữ, ok? Dạ. Má mi hôn cái coi. Thương quá, ok, đi vô đi con. Nó mà để tù phê. Không phải anh. Nó. Anh Tân ơi, anh Tân ngồi chơi rồi chút nữa anh Tân đi mình đi nha. Chứ em bây giờ em đang hoàn cảnh em đâu có vui vẻ gì đâu mà đi sắm Tết hả anh? Em ơi, trời đất ơi, anh nói cho em nghe, Tết chức sắp nơi, Tết tới nơi rồi. Năm mới năm me, em cứ nằm nhà im re đâu có được. Đằng nào em cũng ly dị 4 tháng rồi mà. Hả anh nói làm sao? Ừ. Mới 4 tháng hả? Ừ. Rồi sao em thấy lâu dữ vậy, em tưởng 3-4 năm rồi chứ. Bị gì cô đơn cho em thấy lâu đó. Em phải biết em còn trẻ, em phải tính chuyện làm lại cuộc đời, bước thêm bước nữa chứ. Có chứ anh, người chứ bộ gỗ đá gì đâu. Ờ. Thiệt anh hả, thằng chồng em nó vừa nộp đơn ly dị là anh tính chuyện đó rồi. Mà vậy à? Rồi em nói bác sĩ này luật sư theo đuổi em dữ lắm, nhưng mà em không biết người nào thật sự mang hạnh phúc đến cho em. Anh nói cho em nghe, hoàn cảnh em y chang hoàn cảnh anh nè. Em bị chồng bỏ tại vì chồng mê gái, còn vợ nó bỏ anh á tại vì nó chê anh xài kẹo. Thôi thì người ta nói là rổ rá cạp lại, góp gạo thổi cơm chung. Em thấy sao? Anh Tân ơi, nhưng mà có chắc là anh mang hạnh phúc tới cho em không? Anh sẽ dùng hết sức tàn này đi cài, lương lãnh được bao nhiêu nộp cho em hết. No, em không cần tiền. Trời đất ơi, anh biết là chồng em á, tòa bắt phải là cấp dưỡng 2.000 mỗi tháng. Nhưng mà cho dù chồng em không cấp dưỡng á, anh cũng lương anh cũng dư sức mà bảo bọc mẹ con em mà. Em nói tiền đối với em không có quan trọng. Tiền không quan trọng chứ cái gì quan trọng? Tình. Từ sau khi ngày ly dị đó là em không có cần tiền, em chỉ cần tình cảm thôi. Tình cảm hả? Tưởng gì chứ tình cảm thì anh dư, anh nhiều tình lắm em. Trời anh Tân ơi, anh ngồi đàng hoàng, anh làm nhột quá. Anh biết không, em tâm sự anh nghe nha. Đời em khổ lắm đó anh. Em đi coi tử vi đó à. Cái thầy nói em là mệnh do chính diệu đó anh. Cho nên lúc lên lúc xuống. Anh cũng lên xuống dạ. Mỗi ngày. Rồi cái lúc bổng lúc trầm anh à. Dạ. Anh biết không, mới ban đầu em tưởng đời em lên dữ lắm. Mấy năm đầu em đầu tư ở nhà đất đó anh à. Rồi em nói tiền vô nha. Em nên tưởng ấm em hạnh phúc. Vậy đùng một cái chồng em nó có vợ bé anh. Bởi vậy? Lúc mà đưa ra tòa ly dị đó, trời em khóc hết nước mắt rồi đó, em tưởng là xui. Không ngờ anh trong cái xui nó có cái hên. Vậy? Em gặp ông luật sư thiệt giỏi anh ơi. Bên giật cho em quá nhiều quyền lợi. Nói nào nghe, chồng em nó có lỗi, với lại luật pháp bên này công bằng anh. Ủa? À, em với chồng em có tranh chấp tài sản hả? Có, sao bởi vậy? Mấy? Có chứ, bởi vậy em mới nhờ luật sư. Đây nè, anh coi nè, cái căn nhà này nè, ngân hàng định giá là 700 ngàn là của em. 700 ngàn của em? Dạ. Yeah. Chờ anh chút em. Dạ. Yeah. Rồi anh thấy không? Cái Mercedes đời mới đậu ngoài kia kìa, 83 ngàn cũng là của em. 83 ngàn? Dạ, chồng em nó chạy chiếc xe ben. Đó rồi anh coi đó, cái building đó 12 phòng cho mướn ở trên đường Broadway đó. Ngân hàng định giá 1.8 triệu, ổng đòi giữ ok nhưng mà phải đưa em 900 ngàn. 900 ngàn? Dạ, rồi cái em nói tiền đầu tư cổ phần nè, tiền saving nè, tiền retire nè, ổng chia cho em 300 ngàn. Rồi anh biết làm sao không? Lúc mà mới mà biết mà nghi ổng có bồ đó anh. Sao? Trời em nói vàng, bạc, nữ trang giấu hết trơn. Bây giờ nội có số hộp xoàn của em không nha, là 900 ngàn tiền mặt đó anh. 900 ngàn tiền mặt? Tổng cộng là 2.8 triệu. Dạ. Trời ơi. Mà anh biết làm sao không? Cái đó chỉ là phần phân chia tài sản thôi nha à. Còn về tiền bạc đó là phải chu cấp cho Kevin con em là mỗi tháng 2.000 đô. Biết rồi. Còn em là 7.000 đô để xài à. Xong rồi 2.000 đô tiền tập thể dục anh. Ủa? Tiền tập thể dục là tiền gì? Tại luật sư của em á, ổng nói vậy nè. Trời ơi, mới
trước khi mà lấy chồng đó, người em đâu có phải như vậy đâu. Em nói chắc nịch là thon gọn dữ lắm. Vậy mà anh coi đó, sau 10 năm chung sống mà bị dày dò dữ quá, bây giờ thân thể tàn tạ vậy nè. Cho nên em hỏi anh 2.000 đồng mướn người về nhà tập thể dục đâu có nhiều đâu anh. Trời ơi, đúng là xứ Mỹ. Hồi mới cưới vợ, người anh cũng gọn ghẻ chắc nịch như là người mẫu vậy. Bây giờ anh mập là tại vì anh ăn nhiều, chứ đâu phải thì tại vì vợ dày dò đâu. Thì em nói cho anh nghe là tại vì em nói đó là xứ này đó là bảo vệ phụ nữ. Anh Tân, em nói này nữa anh đừng cười em nha. Không cười. Anh phải thương em đó. Thương gì? Trời ơi, em nói là từ hồi đó giờ em không biết quản lý tiền bạc. Trời tội không? Dạ, credit card còn không biết cài sao đó. Vậy hả? Cái check cũng không biết ký sao nữa anh. Ừ. Tự nhiên đùng một cái có mấy triệu bạc trong tay, em hỏi anh phải làm sao chứ. Anh coi nè, em nói có sách em mắt có chứng luôn á. Anh coi, tiền á tao nói cọc cọc như vậy nè anh. Tao nói em dục tùm lum hết trơn, tao nói em phòng khách cũng dục nè. Rồi tao nói gara dục luôn nè. Tao nói nhà bếp dục luôn nè. Tao nói thậm chí ở trong wash room em cũng dục luôn nữa. Trời ơi, em choáng váng em không còn biết gì nữa hết trơn anh. Ủa tiền em đâu hết trơn rồi. Ủa tiền em đâu? Vì anh hay lộn, ai đưa anh lấy. Đó em hỏi anh nha. Đêm ngủ phập phòng lo sợ anh. Sợ ăn trộm ăn cướp nó vô nhà. Nó cướp tiền bạc nó đành rồi. Trời ơi, nó cướp thứ khác rồi anh còn chết đời nữa anh. Bởi vậy bây giờ em chỉ ao ước trong nhà em có một người đàn ông để mà em giao hết toàn bộ số tiền này em mới yên tâm. Mấy triệu bạc ủa gì vậy anh, gì vậy? Không có. Em mới nói gì vậy? Chị, em giao hết toàn bộ tiền em mới yên tâm. Trời ơi, giao anh đi em. Anh có kinh nghiệm gì đầu tư lắm. Nếu em tin em, anh thì giao cho anh đi. Lúc này nhiều ông đeo đuổi em dữ lắm. Thương thiệt thì không biết có không, nhưng mà chắc chắn vô đào mỏ anh, tại biết có tiền. Em nói đúng. Đàn ông mà, thấy tiền là nhào vô à. Đâu có mấy ai được như anh. Anh là kẻ sống chết vì tình chứ không phải vì tiền. Anh Tân ơi, em bây giờ hoàn toàn là sống vì con thôi. Cho nên người đàn ông mà em mơ ước trong cuộc đời tái giá của em đó nha, là phải thương con em, vậy thôi. Trời ơi, đúng anh rồi. Anh thương con nít lắm. Trời ơi, trời xanh anh đã là anh biết thương con nít rồi. Con nít cung cô di viện đó, anh còn đón về mấy chục đứa nhà nuôi mà. Trời ơi, chưa kể mà mấy đứa mà đuôi mù mà tàn tật anh nuôi hết. Huống chi thằng Kevin là lành lặn, với lại má nó 2.8 triệu. Trời ơi, anh Tân, anh vĩ đại quá, anh cao cả quá. Em may mắn quá em mới gặp anh. Em nói thiệt anh nha, từ khi sau ngày ly dị đó, Kevin của em nó cô đơn lắm, cho nên vì em hứa người đàn ông nào mà chiều con em, thương con em lấy người đó liền. Lấy anh đi. Chờ gì nữa, em được kìa. Kevin con, lại đây. Trời ơi, thằng này nó hiền mà ngoan, dễ thương. Ngoan lắm anh. Ủa sao hồi nãy chú nói chú chỉ thích chơi với người lớn? À không, chú nói là chú thích nuôi con nít thành người lớn. Chứ đâu, chú đâu có nói là không thích nít đâu. Vậy là chú bằng lòng chơi với cháu. Chơi. Trời ơi, coi con với con gì mà muốn chơi gì cũng được chân á, muốn chơi sao? Thiệt hả chú? Ừ. Vậy chú làm ngựa cho con cưỡi nha chú. Thôi con ơi, tự nhiên con bắt chú cưỡi ngựa là chú mệt lắm con. Không sao em, thằng này nó nhẹ hều mà, cỡi anh đâu có sao. Chừng nào em cỡi anh mới mệt đó. Trời ơi, anh này kỳ quá. Bây giờ làm ngựa hả con? Dạ. Con, hư bộ đồ của chú hết con ơi. Không sao em ơi, anh nhà có mấy chục bộ rồi. Nhầm nhồi gì. Rồi chơi con. Dễ rồi. Thương quá. Rồi chơi. Trời, hai chú cháu hợp nhau quá à. Chơi. Vui quá. Trời ơi, ngựa mà sao không hí? Hả? Phải hí hả? Dạ. Trời ơi, thương quá. Hồi đó giờ Kevin mới có người chơi với nó đó. Con nghe không được. Chạy. Anh mệt không anh? Mệt chứ. Nhưng mà nghĩ tới 2.8 triệu cũng ráng anh. Bây giờ con muốn chơi gì nữa không? Con muốn chơi gì nữa không? Con muốn chơi bắn súng. Bắn súng hả? Được rồi, mày nhớ nhà mày, tao cưới má mà trong tao tính với mày á. Rồi đâu xong súng rồi con. Cái này của chú hả? Con, cái này của chú. À, ủa súng tôi chút xíu rồi trời.
Rồi chơi sao? Quay lưng lại. Mặt lại. Sao mình đưa súng tao không có nước? Hả? Mày muốn chết hả? À! Không, bắn nữa đi, không bắn. Anh ơi, hay là thôi giờ nghỉ đi nghe, anh mệt rồi phải không? Ôi, mà chị em ơi, mà em nghĩ tôi sẽ số tiền cũng ráng em ơi. Sao? Bây giờ con muốn chơi cái gì nữa? Con muốn chơi phóng dao. Hả? Cái gì? Tại sao con lại chơi phóng dao? Mày giờ có muốn dao gì? Dao sắc bánh mì hay là dao phay chặt thịt? Mày nói mày vô lấy. Thôi khỏi em. Trời ơi, súng nước mà nó bắn tôi tả tơ vậy. Và nó không còn gì. Dám thành bò tải chanh lắm. Thôi khỏi đi, chơi cái khác nhẹ nhẹ đi con. Thì con muốn mua game. Game hả? Bao nhiêu? Một suy nghĩ hả? 150 chưa tính thuế. Trời ơi. Kevin, nó không có đòi tiền chú, kỳ lắm nữa. Em thì sao kỳ quá. Con nít thì phải biết chiều nó chứ. Thôi không biết gì hết trơn á. Tết nhất sắp tới rồi. Coi như anh lì xì cho nó luôn đi. Ê, từ từ. Tụi quần tao mày. Mạnh bạo quá. Kevin. Nít là phải biết chiều đó em ơi. Đây nè. Kevin. Lì xì con 200 luôn á. Kevin. Cảm ơn chú đi con. Cảm ơn đi con. Cảm ơn chú. Thấy không? Vui không? Dạ. Lại đây chơi, lại đây chú kể chuyện cho nghe nè. Lại trên này, trên này. Ê. À. Hello. Cái gì? Tôi với anh không còn gì để nói với nhau nữa hết trơn. Anh còn muốn cái gì nữa? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không cần phải phone tới đây. Ok, ra tòa, tòa nói rồi. Mỗi tháng anh chỉ được quyền tới đây thăm Kevin một lần thôi. Nhưng... Dạ... Dạ, dạ sao anh dạ? Sao anh không nói? Dạ... Anh nói là anh vẫn còn thương em với con hả? Dạ đương nhiên rồi, đương nhiên là em vẫn còn yêu anh mà. Dạ. Hả? Anh nói là anh sẽ quay về với mẹ con em hả? Dạ dạ. Hả? Ngay đêm giao thừa hả anh? Dạ. Dạ đâu có ai đâu anh, dạ đâu có đâu. Dạ thì cũng có mấy thằng cha tới đây dê em, nhưng mà tại biết em có tiền nó mà em đuổi đi hết trơn rồi. Dạ. Ok anh, dạ ok, I love you too. Dạ anh nói chuyện với Kevin nha. Dạ. Nói chuyện với ba con, nói chuyện với ba. Bye ba, ba dĩ con hạ ba. Con nhớ ba lắm. Dạ. Dạ. Đêm giao thừa con gặp lại ba. Ba con về, ba con sắp về. Bạn sống tiếp nha chú. Bắn cái đầu mày á. Đi ra chơi. Anh Tân, em sorry anh nha. Tại chồng cũ của em quyết định là trở về với mẹ con em đó. Thôi bây giờ tạm biệt anh, khi nào mà chồng em dở chứng đó thì cái em... Sao không nói sớm? Nãy thì bắt tôi làm ngựa kể bà gần chết à. Bắn tư hết bộ đồ tay trong đồ của tao à. Bye, bye. Tôi về tay không được. No love là no gift. Goodbye single mom. Thank you.
hai tạm lại. Đưa đây. Tiền giả đó con đưa chú rồi con.